Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Viết Từ Zero, mình là Mỹ Uyên. Những bàn thắng thuộc dạng hiệp trong thế giới bóng đá. Năm 2019, pha bóng diễn ra ở phút 39 của hiệp 1 giữa tuyển Việt Nam với Jordan ở vòng knockout đầu tiên của Asian Cup 2019. Tình huống phạm lỗi của Hùng Dũng với cầu thủ đối bạn khiến trọng tài Ali Reza Farani thổi phạt. Đó là quả phạt gián tiếp ngay trên đường kẻ của khu vực 16,5m. Pha phạm lỗi cũng diễn ra ở phía trong khu vực cấm địa, nhưng trọng tài người Iran không chỉ tay vào chấm phạt đền. Đó là quả đá phạt hai chạm, một cựu trọng tài FIFA giải thích. Pha vào bóng của Hùng Dũng bằng gầm giày, hành vi này rất nguy hiểm. Nếu đó là pha bóng tác động trúng đối phương, trọng tài sẽ thổi phạt đền. Ngược lại, nếu chỉ gây nguy hiểm, đội bị phạt phạm lỗi sẽ được hưởng quả phạt đền gián tiếp ngay vị trí đó. Cùng điểm lại những bàn thắng thuộc dạng hiếm trong thế giới bóng đá nhé! Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ ghé shop Meta Zero được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Bóng đá là môn thể thao của khoảnh khắc, tình huống và sự nhạy cảm. Cùng một pha bóng, những cầu thủ này sẽ xử lý thế này, nhưng cầu thủ khác lại có một pha xử lý khác. Chính vì thế mà có những bàn thắng hết sức ngẫu hứng mà chỉ có trong khoảnh khắc ấy và với cầu thủ ấy mới có thể thực hiện được. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những bàn thắng hiếm thấy và cực kỳ đẹp mắt trong thế giới bóng đá qua video sau đây. Teddy Sheringham và Alan Shearer từng là cặp tiền song sát trên hàng tiền đạo của đội tuyển Anh. Trong một tình huống đá phạt gián tiếp, Sheringham đã nhẹ nhàng giật gót để Shearer sút tung nắp lưới đối phương. Henrik Mkhitaryan đã ghi bàn thắng theo kiểu bò cạp trong trận thắng 3-1 của Man United trước Sunderland vào ngày Boxing Day năm 2016. Từ đường tạt bóng của Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ người Armenia đã có pha ngã người móc bóng bằng chân phải điệu nghệ đưa bóng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Sunderland. Trong trận tiếp đón Crystal Palace ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2017, Olivier Giroud cũng đã có một pha ghi bàn theo kiểu bò cạp cực kỳ đẹp mắt. Từ đường chuyền vào của Sanchez bên cánh trái, Giroud ngã người móc bóng chân trái rồi dứt điểm bằng gót. Bóng vượt qua tầm với của thủ thành Hennessy, đập mép dưới sàn ngang rồi đi vào bên trong khung thành. Thời kỳ còn khoác áo cho Quỷ đỏ vùng Merseyside, Xabi Alonso đã có rất nhiều pha xử lý bóng đầy chất nghệ sĩ và đặc biệt nguy hiểm với những cú nã đạn từ xa. Trong trận đấu gặp Newcastle năm 2006, Alonso đã có cú sút xa từ phần sân nhà với khoảng cách gần 60m. Thủ thành Steve Harper bên phía Newcastle dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng. Alessandro Florenzi từng có một bàn thắng không tưởng vào lưới Barcelona trong khuôn khổ Champions League mùa giải 2015-2016. Nhận thấy thủ môn Ter Stegen lên cao, Florenzi đã tung một cú sút từ gần giữa sân mang về bàn thắng tuyệt đẹp cho AS Roma. Trong trận đấu với Victoria Plzen ở vòng bảng Europa League, dù bị đối phương kèm chặt và ở một góc sút cực kỳ khó, nhưng Perotti của AS Roma vẫn tự tin ghi bàn bằng kỹ thuật Rabona. Khi nhắc đến Trivela, hay còn được gọi là vẫy má ngoài, người ta thường nghĩ ngay đến Ricardo Quaresma. Cú vẫy má ngoài của cầu thủ người Bồ Đào Nha luôn rất căng, đi lượn với một quỹ đạo rất khó chịu và thường găm thẳng vào góc chết của khung thành đối phương. Thủ môn là vị trí gác đền bảo vệ khung thành đội nhà tránh khỏi những bàn thua, nhưng trong tình huống này, thủ môn lại là người đem lại bàn thắng cực kỳ đẹp mắt cho đội nhà. Trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Nam Phi, tới phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, câu lạc bộ Baroka vẫn bị câu lạc bộ Orlando Pirates dẫn trước với tỷ số 1-0.
Thủ môn Masulut của câu lạc bộ Baroka đã có một pha ngã người móc bóng cực kỳ đẹp mắt, đem về trận hòa quý giá cho câu lạc bộ của mình. Hậu vệ Michael của Brazil từng có một bàn thắng không tưởng từ sát đường biên ngang trong trận đấu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Từ một pha thoát xuống biên phải ở một góc quá hẹp gần sát biên ngang, một góc mà các cầu thủ khác chỉ có thể thực hiện một đường căng ngang, Michael đã tung cú sút bằng mũi giày, bóng đi xoáy vào thẳng lưới Triều Tiên trong sự ngỡ ngàng của thủ thành đội bóng áo đỏ. Hậu vệ cánh trái người Brazil Roberto Carlos từng ghi không ít những bàn thắng khó tin. Một trong số đó là pha lập công vào lưới Tenerife cách đây 22 năm ở trận đấu thuộc cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra vào tháng 2 năm 1998. Carlos trong một pha dâng lên tấn công đã bất ngờ tung cú vuốt bóng bằng má ngoài chân trái khi ở sát đường biên ngang, bóng đi rất căng và lượn theo đường vòng cung trước khi găm thẳng vào góc cao khung thành Tenerife. Trong trận đấu giữa câu lạc bộ New York Red Bulls và Columbus Crew, Thierry Henry đã có một bàn thắng để đời từ chấm phạt góc. Nhận thấy thủ thành đối phương bỏ trống khung thành phía sau, Henry quyết định sút thẳng về phía khung thành từ chấm đá phạt góc, đem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho New York Red Bulls. Trong sự nghiệp quần đùi áo số, Cristiano Ronaldo đã từng lập biết bao siêu phẩm, trong đó không thể không nhắc đến cú xe đạp chổng ngược ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Juventus trong trận tứ kết lượt đi Champions League mùa giải 2017-2018. Với siêu phẩm này, chỉ cần im lặng và chiêm ngưỡng mà thôi. Zlatan Ibrahimovic nổi tiếng là một kẻ ngông cuồng trong những phát ngôn của mình. Nhưng sự ngông cuồng ấy là có cơ sở, bởi trong sự nghiệp của mình, Thánh Zlatan đã ghi được rất nhiều những siêu phẩm. Đơn cử như trong bàn thắng thứ tư vào lưới đội tuyển Anh trong chiến thắng 4-2 của đội tuyển Thụy Điển ở lượt trận giao hữu, Ibra đã thực hiện cú móc bóng cự ly 36m vào lưới thủ thành Zohar trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán đài. Hậu vệ Roberto Carlos của Brazil từng có một pha sút phạt không tưởng đem về bàn thắng cho Selecao ở cúp tứ hùng năm 1997. Carlos thực hiện pha đá phạt kinh điển bằng má ngoài chân trái vào lưới tuyển Pháp từ khoảng cách gần 40m. Cú sút như một quả rocket tầm xa với quỹ đạo hình trái chuối cực kỳ khó chịu bay vào lưới Fabian Barthez trước sự sững sờ của hàng vạn con mắt. Nếu phải chọn ra cầu thủ ghi nhiều bàn thắng không tưởng nhất, Ibrahimovic là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Tiền đạo người Thụy Điển đã từng có pha ghi bàn cực kỳ đẹp mắt bằng một cú đá kiểu Taekwondo trong trận đấu giữa LA Galaxy với Toronto ở giải MLS Mỹ. Chúng ta vừa xem xong những bàn thắng cực kỳ hiếm thấy trong thế giới bóng đá. Để thưởng thức nhiều hơn nữa những pha làm bàn tuyệt đẹp, đừng quên like và subscribe kênh của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.